mấy bạn, mình chết luôn rồi. Nam mô. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV cùng với các thành viên của Hero Team. Ta-da! Yeah. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái tựa game không phải là Minecraft, không phải là Roblox, không phải là game gì khác mà đó chính là game gì ta, tôi cũng không biết tên game này. Mọi người sẵn sàng chơi cho mọi người nha. Sẵn sàng rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta không nói nhiều để chúng ta bắt đầu vào video nha các bạn nha. Và trước khi vào video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên nha. Trò chơi đầu tiên. Squid game mấy bạn ơi. Không lắc đầu. Trò này là một đường tiến thẳng nha. Trò này giống như trò chỉ búp bê vậy các bạn. Nếu bạn nào không biết trò này trò gì thì nó giống như đứng im. Cái trò này giống như là trò chỉ búp bê vậy các bạn. Các bạn phải đứng im. Mấy bạn không được di chuyển. Ôi nhanh vậy. Đánh sợ quá. Cái này tôi không dám lướt luôn mọi người. Trò game các bạn, trò game á, con này trò game á. Con này nó quay qua nhanh thiệt chứ. Không biết là có ai sẽ chết đầu tiên không? Đừng ai chết trong màn này nha, trời nhục lắm đó. Đúng rồi. Ôi, tôi rung quá mọi người ơi, tôi rung quá. Cái con búp bê này nó xoay qua nhanh ghê luôn á. Ôi, tôi bị mắc cái cành cây. Sam bị nổ. Ui, con này nó quay qua nhanh quá à. Trời ơi, bị cho anh vừa đó trời. Mình nợ bấm. Ôi. Mình nhìn thấy cái mặt chị đó cuối vậy. Chị búp bê này hơi lạ. Qua rồi. Ôi trời ơi, đầu tiên boss. Ủa còn ai hả? Em. Ủa Sim hả? Em. Sam hả? Đây tôi. Cố lên Sam ơi, cố lên, đừng để thua Sam ơi. Chỉ còn có 40 giây mà. No. Trời ơi. No, Sammy đã nằm xuống rồi. Vậy chỉ còn 3 người, Phong Cận, Kairon và Kamui thôi. Kai ơi, cố lên anh em mình sẽ thắng. Ủa trò này cho gì vậy? Trò này cho gì vậy Sim? Ok, quá chừng là mấy cái block rơi xuống á. Ủa trò này cho gì vậy ta? Ủa trò này cho gì vậy? Block rơi xuống. Ôi, trò này là mấy cái block rơi xuống. Ôi trời ơi, mình phải né. Ôi ghê cái bao này. Ôi ghê quá, trò này đúng ghê quá. Tôi hơi bị sợ trò này luôn các bạn. Ôi Phạm Yên, Yên tâm. Phong canh rồi. Ok. Ai cũng canh thôi. Đó, chạy đi. Trả cái này đi hoa. Ôi, rồi xong luôn. Cái đó hả? Chạy đi. No. Trời ơi, nó xong rồi. Hai anh em mình thua cả mui luôn các bạn. Trời ơi. Là anh là tốt rồi. Con trai mà thua con gái. Nhục quá. Nhục nhã quá các bạn ơi, con trai mà thua con gái, cái này là một cái sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được. Cái trận hồi nãy thì mình nghĩ là nó chỉ là nháp thôi, bây giờ mình mới vô mình chơi thiệt rồi. Không có nháp đâu. Thôi, bây giờ chúng ta làm lại nè, ok, rồi. Trò này là trò này cũng là trong Squid Game luôn các bạn, là chúng ta phải chọn đường đi luôn. Như đi trong gương á. Bây giờ làm cách nào để tìm được người nào đi trước đây? Trong đây là chỉ có Kai với Phong là con trai thôi, nên là bây giờ đi nhanh lên ông nội. Đi trước. Rồi Kai, cảm ơn Kai. Rồi đến Phong. Ủa tôi hả? Ok thôi, Sam. Con trai mà Phong nói Sam nghe nè. Sam à. Sao? Nếu như Phong có chuyện gì đi chăng nữa thì Sam cũng Nói nhiều. Sam. Sim ơi, bạn đẩy mình luôn á Sim. Mình đâu có biết gì đâu. Nhưng mà bây giờ chị em mình, chị sẽ nhường em. Chị đi ơi, ta bên em. Thank you. Tính ra là pha hồi nãy là Sim mới đẩy mình xuống luôn á bạn. Đây tôi không có đẩy nha, tôi nhảy trước nha. Ai đã đẩy ê, ê, bạn nhảy nha, bạn nhảy, bạn dướng vô người mình, thế đẩy mình xuống luôn các bạn. Vậy là hội chim thắng được hai gián rồi đó.
ủng hộ Kai ơi. Kai ơi, anh em mình mặc dù mình biết là hội chị em ba người, anh em mình chỉ có hai người thôi, nhưng mà bọn mình cũng phải cố gắng để thắng, bạn hiểu không? Nhục quá bạn ơi. Trận đấu ngày hôm nay mình chơi tính điểm theo hội chị em và hội anh em không? Tức là không cần biết là ai thắng, cứ tính là con gái là hội chị em, con trai là hội anh em. Ủa khôn quá, khôn quá, bà khôn quá, bà khôn quá. Trời ơi. Ok, ui lại tiếp tục cho này nữa hả? Này phải thắng nha. Không nên thua nha. Không có này thì dễ, này thì dễ mà. Ui trời ơi. Con này dễ, đúng dễ luôn á. Này sao á? Em chấp Mui luôn. Ok, em đồng ý cái hồi nãy Mui nói luôn. Con trai ơi, cố lên, anh em mình là con trai, anh em mình phải thắng. Mình mới chỉ đang thua chị em đấy, sao được? Khổ quá, những người mắt cận nhìn không thấy búp bê á mọi người. Chậm mà chắc okay. Nha Kai, chậm mà chắc nha Kai. Ủa, chắc là có một mình chị cận à. Mai, em đi đường thẳng được không? Em đừng đi lết được, em cứ nghiêng mà chị sợ em đẩy chị quá. Không gì ơi, em đang thả chuột. Ok. Oh my god. Oh my god. Cái con này á, chúng ta cứ chậm chậm thôi, chậm mà chắc, trước sau gì cũng thắng à Kai ơi, chậm mà chắc, ủa, yên tâm. Game này ai mà chết là người đó nhục lắm nha. Sim Kai, xin Sam ơi, xin Sam ơi, xíu nữa mình mà đến trước thì mình đẩy hội chị hội anh em về nha. Ok. Ôi, anh em mình về đầu tiên không ơi. Trời ơi, tí nữa chị em mình mà đến trước hộ tôi Kai. Đến trước hộ tôi Kai. Còn có 60 giây nữa Sim ơi. Còn Sammy à, Sammy ơi. Em, còn em. Ủa sao lại là Sam như vậy? Lại còn là Sam vậy? Từ từ thôi Sam, bình tĩnh, từ thôi. Nó lừa. Nó lừa. Yeah! Wow, rung ơi, anh em mình phải thắng một trận, Kai ơi, chị em xem thường anh em mình quá. Block. Lại là cái trò, lại là cái trò ác độc này. Block rơi xuống nha. Khác nha, quay xuống khác nha. Thì ra mình thấy nó như nhau mọi người. Oh my god. Mình nhảy vô cái chỗ nổ luôn. Oh my god. Ôi, tôi sao mà tôi toàn nhảy vô cái chỗ mà nó đang chuẩn bị sập không vậy? Ôi, tôi toàn nhảy vô cái chỗ chuẩn bị sập không vậy trời. Ôi, ngu thật sự luôn á. Ôi, tôi tàn nhảy cái chỗ chuẩn bị sập không vậy? Oh my god, ôi, gục quá. Tôi Ôm đâu? Nhưng mà nếu mà mình thắng thì sẽ okay. Tốt hơn. Dạ, yeah, nếu mình thắng bạn thì sẽ hay hơn. Thật là mình là ai? Mình nào thắng đây? Coi một cây múa nè, cây múa rồi cho em cây múa nè. Chúng ta sẽ có mình nào thắng đây? Để coi Kai với Phong là múa. Ai múa nè. Người đeo tai nghe, người đeo con cua lên đầu nè coi. Ôi, xếp bay màu. Oh my god, tôi không để thua bạn đâu bạn ơi. Tôi đang rất là nghiêm túc luôn. Để rồi coi, sẽ phải có một người nằm xuống cây ạ. À. Đúng rồi, chắc chắn rồi đó, không phải là mình đâu bạn à. Để mà coi. Để mà xem. Ôi, nó rơi xuống biết tới chừng nào đây. Trời ơi, nó game luôn á. Nó càng lúc càng nhanh. Ui, mình nghe cái tiếng đó. Trời ơi, cái gì vậy trời? Ui, hai anh em nhà lại chơi ghê quá vậy. Ghê trời. Cam Môi vừa đi lấy khoai lang nướng về. Và Cam Môi mất thấy anh không ai mình là hội anh em mà. Ủa hội anh em nhưng mà hồi nãy bạn bảo sao? Nếu bạn thắng thì càng tốt thì giờ mình thắng rồi nè, nhưng mà sao là người yêu của mình thì sao phải tự hào như mình chứ. Yeah. Thôi Sim ơi, Sim nói chung á là Kai cũng nói chung trình Kai cũng đến đó thôi. Sim cũng đừng có thất vọng nói nha, không sao đâu. Thôi Kai ơi, sau cái màn này thì anh em mình vẫn là bạn Kai nhá. Anh em mình vẫn là một đội. Không ơi, sao Sim ứng cho em vớ mẹo luôn. Tại mình cái tụi gái dám gái với Sim mà. Sim cho bà rối nha. Ơi nè, em không gáy nha. Bắt đầu đi.
Ok vô nè, cho đi. Tiếp tục vậy cái trò này vui. Ủa gì vậy? Ô lại nè. Này là rục đá, đá rục. Cái đá nó sẽ bị rụng. Oh my god. Đá nó sẽ rơi xuống mà mình phải chạy ra khỏi cục đá nào đang chuẩn bị rơi xuống. Ok. Theo kinh nghiệm của tôi là cứ có tốt nhất là nên đứng yên. Mình vừa mới nói đứng yên luôn á trời. Ôi đâu? Tôi còn một cục đá duy nhất ở chỗ tôi. Ôi. 10. Tôi còn một cục đá duy nhất. Tôi còn một cục đá duy nhất. No. Nam mô. Cho con với ơi. Con lên với ơi. Cục đá duy nhất. Chết rồi. Trời ơi, cục đá duy nhất của tôi còn lại. Thôi à, cái ác quá. Ok, bom tag. Ủa bây giờ là ai? Bây giờ là ai đấu với ai đây? Cam và Karen. Ê, trò này rung là. Trò này rung lắm các bạn. Cố lên, Kai ơi, anh em tốt. Anh em tốt chúng ta. Đứng lại. Đúng rồi, leo lên Kai. Ê, xuống rồi, mười xuống rồi. Vòng lại. Nhanh lên Kai ơi, nhanh lên. Đứng lại. Hay quá, chạy đi Kai ơi, chạy đi Kai. Nhảy đi Kai, nhảy đi. Nhảy cái tân của đầu Kai, nhảy đi. Chờ, mười lăm giây, coi ơi, cố lên. Chạy càng xa càng tốt. Đúng rồi, hay quá Kai ơi, đúng rồi. Mùi tới, cẩn thận. Hay quá. Hay quá Kai ơi. Kai hai trận rồi nè. Vậy là anh em mình lấy về được bao nhiêu điểm ta? 3 điểm rồi đúng không? Anh em mình 3 điểm rồi đúng không? 2 điểm ơi. Ủa 2 điểm hả? Ủa là Kai thắng 1 trận, Phong thắng 1 trận hả? Đúng rồi. Ờ, 2 điểm, còn chị em nhiêu điểm ta? 2 điểm không đúng không? 2 điểm. Ok. Ủa, Mùi với Sim. Mùi với Sim là 2 điểm. Quên. Trời ơi. Trời, mày thấy mình múa hay không không? Múa đỉnh hay quá. Trời ơi, lại cái trò này nữa. Không phải vậy. Không, cái em biết rồi, cái trò này là cái gì sao? Nó khởi động, mình chơi mình khởi động. Để loại á. Trò này trò khởi động thôi. Cận quá, nhìn không có được. Chị ơi, có mình chị bị cận à. Chị thấy cái tên của em không? Phong cận á chị. Đừng có than nữa chị ơi. Chị đừng có than nữa. Oh my god. Ê mọi người biết không, mỗi lần nó quay qua là tôi buông bàn phím, tôi buông chuột luôn mọi người. Hồi hộp quá. Ai đang bên phải rồi vậy? Trước mặt của tôi là một cái cây cho nên tôi phải né nó ra. Bên trái chị. Em muốn tới tát cái nó rồi chị ơi. Mày cái nó tát em. Tát em hả? Ok. Hồi nãy em tát Sam xuống cái vực á. Về đúng cây luôn rồi. Yes. Yes. Đúng rồi. May quá. Trò này không ai bị loại hết. Cái trò này là mình chơi mình khởi động tinh thần rồi đó mọi người. Ủa trời ơi. Bắt cua. Tôi thua chắc luôn á. Tôi thích trò này. Chỉ có 3 người được sống sót rồi kìa. Ủa 3 người hả? 3 người bắt cua qua được thì là sẽ sống sót. Trời ơi, tôi ghét trò em luôn á. Vì trò em đi như nội vậy á. Ôi tôi qua được rồi. Hay quá, hay quá. Phong ơi. Đem chúng ta. Cái Phong là qua rồi nha, cái Phong rồi. Thì hai người chứ. Ôi, Phong đã biết, Phong biết chết rồi. Chết gì? Ủa mọi người qua hết trơn hả? Đi. Ê, qua được. No. Mình bị dưới rồi. Gì vậy cái? Ôi, xin lỗi. No, tôi bị văng xuống dưới tận bên dưới luôn. Ice, trời ơi. Yên tâm Phong ơi, còn 30 giây mình làm được. Tôi tàn mấy cái pha, tôi gần qua, tôi té mà. No, cái ơi đừng đẩy mình. Ơi, tôi mới nghe tiếng ai đó bị bẹp dí. Mình nữa bạn, mình chết luôn rồi. Vâng, mà trong màn đấu lần này không ai là người chiến thắng đã. Tôi tàn à, leo lên gần tới thì không mấy bạn ơi. Thiệt luôn á. Cay quá. Thôi không sao. Hà là không có ai có điểm đó. Đỡ cay. Em mọi người biết hiểu cảm giác các bạn nhảy tới rồi tự rớt không? Có hiểu không? Cay thiệt. Mình cũng tàn. Tôi cũng pha mà tôi gần tới luôn mọi người. Ui.
dồi ôi, tôi ghét cái trò này lắm. Lại cái trò này là sao vậy? Bà lóc rung nó chạy. Nãy cay tát em hả? Nãy cay tát hả? Nãy cay tát xàm. Tôi sẽ ghi nợ mối thù này. Chiến thắng là số 1. Cay ơi, cay chừng. Cay kìa, cay kìa, mày tát kìa. Ôi, ai đánh đây? Trời ơi, cay ơi, cay ơi. Cay ơi, cay ơi. Ủa, chết hết. Tát cay rồi. Chết hết luôn, còn mình tôi. Nhưng mà con phải giãn sống nha, giãn sống nha Phong. Ok, ok, em cố gắng. Sống rồi, sống rồi đó. Ủa sao em đi hiếm chỗ rồi đi. Sống rồi. Cái đẩy chị xuống đúng không? Ủa trò này cho đẩy quá chị, cho đẩy quá. Ủa vậy em Nguyên nè hả? Vậy em Nguyên nè. Hay quá. Yeah, yeah, hỏi anh em được 3 điểm rồi. Bây giờ anh ta sẽ đấu thêm vài trận nữa thôi để coi ai thắng ra. Hỏi anh em trước tiên à. Tôi qua tôi tán hỏi anh em đứng đầu được 3 điểm rồi đó. Cái sao mình qua mình đẩy sim hài bãi chuối rồi. Ủa? Trời ơi. Bắt cua nữa hả? Gì vậy? Trời ơi. Lại là bắt cua hả? Bắt cua, đúng rồi, bắt cua rồi, bắt cua. Oh my god. Một là tất cả đều sẽ chết, hai là sẽ có vài người thắng thôi. Ba người được phép thắng nha, còn lại những người khác là không được nha. Ui lên. Là ba dâng lên. Ua. Là ba dâng lên nha. Trời sao? À, biết rồi. Yeah, biết rồi. La ba dâng lên. Ủa là bây giờ mình đi vô trong đây á hả? Đúng rồi, đi vô đây. Vô đây. Không, đừng đi vô cái chỗ đó, đừng vô chỗ đó. Muốn nhảy nhảy chém thì chém. Ôi, la ba lên kìa. No! No! Sam ơi, no! Ờ, cay quá. Ôi, tôi qua được rồi. Tôi qua được rồi. Chết đi, không ai thắng đâu. No! Yeah, mình thắng rồi Phong ơi. Ghét mấy cái trò này đúng không? Hỏi anh em 4 điểm. Nè, mấy bạn đừng có bảo là hỏi anh em tôi ăn hiếp con gái nha. Con gái tận 3 người lận nha. Đó, à, đúng không cay? Đúng cay. Trời ơi, bạn ơi, bạn thấy bạn tự hào về mình không bạn ơi? Mình tự hào về bạn quá. Thời luôn á. Sao chứ biết cái trò gì đâu à? Trò gì đâu là trò gì đâu. Để chơi được những cái trò này á, người ta cần là phải có 3 thứ: kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Bom chát. Giờ này vui á, giờ này vui á. Mà đứng chỗ cao thế. Không vui, trời này không vui, tôi không đi bắt cua, không vui. Ô, Phong với Sam thì không có, mày quá. Ủa, có ai nón xanh á, ai nón xanh lá cây á. Mày xin mi, mày xin mi. Sim đừng dí cây. Sim ơi, đánh hồi anh em đi, chị đánh hồi anh em. À, đánh hồi anh em à. Sim hồi anh em, Sim ơi. Chạy đi cây ơi. Đây mấy bạn nhìn nè, mình đang quay cây nè. Ủa chúng ai vậy? La ba nữa nha. Ủa vậy tôi đứng bên đây tôi an toàn rồi mọi người ơi. Đừng có đánh lên. Mùi búa. Phong ơi, mình phải đang chống chọi với cả hai người. Oh my god. Phong đang rất là an nhàn nha bạn. Còn mình nhàn quá cơ. Mình an tâm quá. Em ơi, đừng chiến. Ôi rồi. Để đi lên. Mình sống an nhàn quá cay ơi. Rồi, Sima lava đây, chạy đi lên. Lên. Ôi lava. Leo trên cây, sao leo trên? Chạy đi lên, đúng rồi. Chạy đi lên. Hay quá cay ơi. Chạy nè. Cái chân Sam nhảy qua. Làm sao mà bơm nổ rồi, Yeah, win rồi. Chưa chắc nha. Ô, win rồi. Ba người, ôi mình kết còn mình với bạn cái sim còn mình với bạn cái sim thôi, chẳng lẽ Simmy phải thắng? Trò này là đen đủ xui xẻo hoặc là đen đủ thôi. Trời ơi, bây giờ trò này nha bạn, mình sẽ giải thích cho bạn. Trò này là chúng ta sẽ phải chọn cái nút đó, bây giờ mình sẽ phải lên mình chọn cái nút. Mình sẽ chọn màu của mình đi. Màu xanh dương. An toàn. Tìm ơi, cố lên. Không có biết chưa. Mấy bạn mà chọn trong đây sẽ có một cái nút. Trong năm cái nút này sẽ có một cái nút là sai, bạn hiểu không? Hiểu rồi. Chọn cái nút sai, người đó sẽ thua. Ok. Mình sẽ tin đi. Mình sẽ tin cái màu của mình. Màu đỏ, ok. Bánh sắc. Wow, oh my god. Thua. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn thôi. Đổ đi. Anh Dịch à, em tin anh. Đừng.
thọc ra cuối cùng. Anh tiền xin phép hả? Ôi ơi, bơi. Ôi, còn nữa hả? Ôi ơi, xin phép. Một trong bốn luôn á. Trời ơi, đừng. Một trong năm em. Trời ơi. Cài ơi. Nổ đi, nổ đi. Không sao, không sao. Ok, bình tĩnh coi, bình tĩnh coi, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình đang quan sát bạn, hãy bình tĩnh. Thua đi Cài ơi, thua đi. Không sao đâu hả bạn? Chị ba. Ơi, thôi không sao, hội chị em mới được 3 điểm thôi, mình vẫn sẽ cho họ chị hội chị em cơ hội để chơi tiếp phải không? Để coi hội chị em thắng được không? Rồi, tiếp 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 tiếp. 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 Cố lên chị em. Cái tàu em không? Trời ơi. Hay quá. Ủa? Squid game, Squid game. Nó lại là con trai đi chơi nha. Không không. Bây giờ thế này nhá, không phải con trai đi trước mà là con trai sau đó đến con gái, sau đó con trai, con gái, phải như thế nó mới công bằng. Mình lại. Để mình thôi chứ sao nữa. Ủa bạn không hả? Ủa mình tính kêu là để mình mà. Thôi để mình. Thôi. Ủa bạn ơi, vậy vậy thôi để mình làm đi. Ừ vậy đi. Được rồi, để mình. Được rồi. Rồi rồi tới một người con gái kìa, con gái qua đi con gái ơi. Rồi được coi. Cái coi coi. Giờ lượt cuối này mà mình không trúng nữa thôi mình chịu mình luôn á. Cài đi rồi bóng tối khuất lối là. Cài ơi. À thì nói chung là nói chung là bây giờ chỉ còn có mình với Camui. Ok, hồi nãy mình tưởng là một mình đấu đội hai. Ê, cái pha đó thật sự là mình không nghĩ cái pha đó là sao vậy té luôn á. Bơm táp hả? Cố lên Mui ơi, cố lên Mui ơi. Không còn em nữa, cố lên Mui. Mui làm gì Mui? Mui làm gì Mui? Chắc là của Phong luôn rồi, của Phong ghét. Phong chắc lắm, ghét của Phong luôn rồi. Của Phong sao? Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Vô chị, cố lên, cố lên. Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Em nhảy lùi nè. Chị đấy gì vậy? Chạy đi, 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 chị mà để vui vui chơi cái trò là xác định luôn á. Đúng rồi, yếu tim luôn á. Ê ê, nếu bọn mình thắng thì sao nha? Chị em đãi mình chầu pizza nha. Người nào thắng thì được chầu pizza đi nha. Lý đi à. Được. Ok. Cuối video này mình sẽ cho bạn xem coi người thắng sẽ được chầu pizza, mình sẽ quay lại đoạn được đi ăn pizza đó. Được. Ok. Ê, chơi luôn. Sợ gì đâu. Ơi, người nào thắng phải bao pizza nha. Hay là thôi, tôi ghét. Thôi nhầm, người nào thua chứ. Tôi ghét cái đó lắm luôn. Người nào thắng nha, người nào thắng nha. Ghét ai? 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 Ca Mui. Ca Mui canh mình. Ca Mui canh mình. Ca ơi, trời ơi, Ca Mui canh mình rồi. No. Ca ơi, tên. Múa không à? Múa làm cái gì vậy bạn? 2-1 rồi, được rồi, thắng rồi chị ơi. Thắng rồi chị. Mình đã xíu cho... Múa. Để cho họ không có điểm rồi. Kiên giành. Nói chung là ai nhảy lên cái vòng tròn vàng này trước và, đúng rồi. Và giữ, tức là ai à, là đứng ở trên đó đúng không? Đúng rồi. Mấy người lên vòng nhà xong mình đạp mấy người kia ra. Yeah, đúng rồi, yeah. Ủa, người nào đánh tôi xuống vậy? Tôi, ai lên tôi đạp xuống. Ừ nha, giữ nha. Quên, xin lỗi nha. Chị bên này, chị bên này, chị bên này. Giữ. Ủa chị em. Ủa sao chị em cũng đấm nhau là sao vậy? Ủa là sao? Lộn chị, em lộn chị ơi. Ơi, chị em đánh mình rồi. Ủa, bạn té à. Lên, giữ. Trời ơi, chẳng lẽ để anh em mình thua vậy sao? Cố gắng lên đi, bạn cố gắng lên, mình giữ hộ chị em đây. Giữ thì mình cũng tìm được đường đâu, mình lên bây giờ. Ây da. Bên này nè. Múa ơi. Ây da. Thôi vậy em căng quá. Ây da, trời này khó mà. Mình tay bị đẩy xuống mà bạn ơi. Chết rồi. Sao cam mình ở đây rồi. Ây da. Mày xin mày đẩy mình xuống rồi. Một bà cam ở dưới, một bà cam ở trên, khó quá. Mày bà có kinh ta lên cây ơi. Chị lên lại được.
Đừng, đừng mà. Đừng. Đừng mà, đừng mà. Cái này người ta gọi là lợi ích của ba người các bạn, cái này lợi ích của ba người. Em từ từ, cái này không giỡn nha, cái này không được đâu nha. Cái này là phải thắng chứ chứ bây giờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Chỉ cần một người té thôi là thua các bạn ơi. Chỉ cần hai người té thôi là họ cho em cũng không được điểm. Chị trước nè, tiếp đây. Bên nào xem, mình đang coi bạn nè, bạn bên nào? Trời ơi, ví dụ tiên em thì tắt thì chúng ta là thắng luôn rồi chứ cái này. Im đi, không cần im đi. 33, 30. Nghe lâu nghe em. Trời ơi, trời. Chị bà. Lão hề đó là trận quyết định đây nè. Trận cuối cùng. Ê biết, ê Kai biết vậy nãy mình kết thúc luôn cho rồi, đi là mình thắng rồi. Thiệt luôn á, tự nhiên mình để xem coi ai bao vào chầu pizza đấy bạn ơi, tụi mình mới quyết liệt được nhập liền luôn nha. Tại vì anh em mình muốn cho chị em cơ hội cho nên anh em mình mới chơi tiếp. Im đi. Thôi mình kết thúc video lâu rồi. Một chút. Tắc là cái gì? Que tắc hả? Tức là có người một cặp cái que rồi đây mình phải đi tắc. Ok. Đừng vào nha. Ủa tại sao lại là tôi? Ôi. Trời ơi. Không sao này nè. Bà đang đuổi tôi, bà đang tát tôi mọi người ạ. Chị mà xem. Sao mà chị nó màu đỏ đó? Ok. Đừng có đánh cay. Đừng có đánh cay. Đừng. Đi. Chạy đi sao? À, xin lỗi Sam nha, nhưng mà thôi Phong phải. Thôi nhờ. Rồi bơm tát. Oh my god. Nữa hả? Tôi ghét cái trò táp táp này ghê á. Ủa hai anh em mình không cay. Chị tưởng chị ghét, em cũng ghét hả? Hai anh em mình và mẹ Simi đúng không? Mẹ không ghét, tại em ghét là tại vì chị thích chơi trò này á. Một trong hai anh em mình phải đưa cái trái cho mẹ Simi. Simi lên trên kìa, cay trên kìa, cha trên nóc kìa, ra trên nóc, cay trên nóc. Em leo cầu thang, leo cầu thang có tác dụng đâu. Leo cầu thang đi. Bạn đi bên nào, mình chạy bên đó. Đi bên nào, bạn tới nè, ơi, tới nè. Cái ai bị đứng chơi mình. Sao bạn chơi mình đi đây. Đừng có đâu, mình chạy tiếp á. Đang chơi, đang chơi. Một giây luôn á. Mình đưa cái trái đúng một giây luôn. Wow. Wow. Wow, giờ sao? Giờ anh em mình đấu nhau đúng không? Còn gì nữa bạn ơi, đấu nhau rồi. Ủa? 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 Ai là TNT? Ủa? Cai, TNT nó cai. Ủa? Nhưng mà trái TNT của mình đâu? Không. Ủa? Cai trong người cai á. Đó. Ủa? Ủa? Sam ơi, Sam tự hào về Phong không Sam? Không, ta một chậu pizza, một chậu pizza. Mày được ăn free mà nhưng mà không. Alo. Phải anh bán pizza hả? Cho bọn em 50 cái pizza nhé. Em bao nguyên công ty á mà. Rồi đi ăn pizza thôi mọi người. Yes. Rồi đi ăn pizza thôi bạn ơi. Hiện tại bây giờ đây mình sẽ cho bạn xem. Hiện tại bây giờ mình đang chơi trò chơi này là đang là lúc 7 giờ tối bạn ạ. Đây 7 giờ tối. Yeah, và bây giờ bọn mình sẽ đi ăn pizza. Mình sẽ quay lại một cái đoạn không, chụp một cái ảnh ăn pizza mình up lên Facebook nha. Ok. Yeah. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video nó đây rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký vào kênh YouTube của mình nha mấy bạn. Cái gì mấy bạn thua. Đi like nha, mình đã subscribe nha, mà nó subscribe nha mấy bạn. Mấy bạn chơi thua kỳ vậy. Trời. Ok. Và nếu như bạn nào muốn mình chơi tiếp tục chơi cái game này, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye. Yêu mọi người. Hello team.